chào tất cả các bạn, mình là Lucy, trainer tại The Golf Athlete. Nếu như bạn đang tìm kiếm một vài động tác bổ trợ để chơi golf được tốt hơn thì video này là dành cho bạn. Hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là bài tập xoay khớp hông giúp cho khớp hông của chúng ta được linh hoạt hơn. Ở bài tập này mọi người chỉ cần lưu ý giữ nguyên cơ thể và chân trụ, chỉ xoay hông và đầu gối ra ngoài thôi. Tiếp theo là một bài tập vô cùng tuyệt vời nếu như bạn đang muốn làm chắc trụ cũng như là giữ thăng bằng trong cú swing. Với bài tập này, bạn lưu ý hãy luôn giữ lưng thẳng, hông hướng thẳng về phía trước và xoay phần thân trên thôi. Bài tập thứ 3 sẽ giúp cho bạn tách thân trên và thân dưới được tốt hơn. Mọi người lưu ý hãy giữ chắc trụ và mở vai ra càng nhiều càng tốt. Bài tập cuối cùng là một bài tập khá là toàn diện, vừa giúp ta chắc trụ hơn, linh hoạt vai tốt hơn và cột sống cũng tốt hơn nữa. Tập thử những bài tập trên để nhận thấy cơ thể của chúng ta di chuyển tốt hơn và cú swing chúng ta sẽ mượt mà hơn rất nhiều.